đắm chìm trong xúc cảm. Diana, mẹ ơi, bây giờ Quỳnh sẽ giết chết Lữ Động Tâm. Hình như cậu buông dây kìa. Đông đảo những tiếng cười. Khi đến gần, khi đến gần. Giờ này chú có sở thích kỳ quá. Tận hưởng từng giai điệu âm nhạc. Chăm sóc bản thân và gia đình. Baby kết nối gia đình Việt.